xin chào các bạn, chào mừng các bạn. video này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần thứ hai tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK4 nhé. Ngữ pháp thứ 11 từ này là từ thiển rất. Chúng ta sẽ chú ý nhé, mình có để giản thể và phồn thể trong cái phần này nhé, bởi vì có một số bạn học phồn thể thì cũng có thể xem được video này bạn nhé. Thì phó từ thiển có nghĩa là rất và thường được dùng trong cấu trúc là thiền cái gì đó tạo ví dụ này thaman quân tạo quân thí tâu thiền rúng y tạo có nghĩa là những câu hỏi mà họ hỏi á đều rất là dễ ở đây chúng ta sẽ có từ rúng y là một cái tính từ hay là hình dung từ nhé thiền tạo thiền rúng y tạo là rất là dễ tiếp theo 这家店的东西挺好的，我经常来这儿买东西. Tức là sản phẩm của cửa hàng này rất tốt. Tôi thường đến đây mua đồ. Chúng ta sẽ có từ họ, lại là một tính từ. tiếng hảo có nghĩa là rất tốt. Tôi chỉnh bí y chén an Tức, tôi rất thích nơi này. Xung quanh yên tĩnh hơn nhiều so với nơi tôi từng sống. Ở đây chúng ta sẽ có từ sĩ khoan là một động từ. Ủa là chủ ngữ. chúng ta sẽ dùng từ thiền này đứng trước động từ. Tôi rất thích. Ủa thính, sĩ khoan. Y như tiếng Việt của mình bạn nhé. Nó giống tiểu Ủa hấn sĩ khoan. Thì đây là Ủa thiền sĩ khoan. Thứ 12, từ bẩn lái, có nghĩa là vốn dĩ ở ban đầu hoặc lẽ ra. Phó từ phần lái diễn tả rằng tình huống hoặc sự việc nào đó đáng lẽ phải như vậy. phần lái cũng mang ý nghĩa là lúc đầu hoặc trước đây. chưa bẩn lái in cai tha tả. Điều này đáng lẽ phải nghe anh ta. Từ bẩn lái ở đây cho chúng ta biết cái nghĩa rằng gì là nên, là phải, là ngay từ đầu. Phần lái. Ủa, bẩn lái bú khai Tàn, dài, khai tửa, bía Lúc đầu tôi không thể lái xe, nhưng bây giờ tôi đang lái xe rất tốt. Phần lái ở đây là chúng ta sẽ cho cái phần này giống kiểu lúc mới học xe bạn của bản lái, tôi vốn dĩ, à, tôi lúc đầu thì không biết lái xe, sau khi học một thời gian thì tôi biết lái. Vậy từ phần lái này giống y hệt như tiếng Việt của mình nhé. Chưa tự lái lý phụ tử đó. Việc tuyển dụng này ban đầu do tiểu lý phụ trách. Ở đây từ bản lái có nghĩa là ban đầu hay là lúc đầu. Đấy, có thể là lúc này đã đổi thành một người khác rồi, nhưng mà lúc đầu, đấy, ban đầu thì gì là được giao cho bạn tên là cháu Lý, tức là tiểu lý phụ trách cái trưng cái phần gọi là chopping là phần đi tuyển dụng này. Số 13, linh ngoài, Ngoài ra. Đại từ linh ngoài, chỉ người hay sự vật bên ngoài phạm vi được đề cập đến trước đó. Thường được dùng ở trong cấu trúc à, có hai cấu trúc bạn nhé. Thứ nhất là Linh ngoài cộng tợ Cái này là có cũng được không có cũng được nhá Cộng số lượng cộng danh từ Có cũng được không có cũng được Thứ hai á Là chúng ta sẽ có từ linh ngoài cộng động từ à, Cộng với danh từ có cũng được không có cũng được Chúng ta xem ví dụ nào Ché miền chưa Dấu tiểu Phía trước có hơi nhiều xe Woman men linh ngoài Y theo lũ Chúng ta đi đường khác Bú khỏe chứ to đó không thể muộn được đâu thì ở đây chúng ta sẽ có cái từ linh hoài ở phần này chúng ta sẽ có từ lũ y theo lũ là một tuyến đường một con đường vậy linh hoài y theo lũ có nghĩa là một con đường khác so với con đường mà lúc có thể là lúc trước đã đề cập đến hoặc lúc trước đã uh, thảo luận chẳng hạn thì dùng từ linh hoài này để thể hiện một cái ý khác chưa <laughs> chèn y phủ yếu tiểu ở uh, bộ quần áo này uh, hơi to một chút, từ лишер linh ngoài từ nатчем từ bạn đi thử cái khác xem sao, thì từ linh ngoài này uh, chúng ta sẽ có bộ quần áo này chưa uh, chưa y phủ uh, là quần áo đã thử rồi, vậy linh ngoài na chen. từ chen này là một cái bộ khác, vậy chúng ta sử dụng từ linh ngoài ở chỗ này Phó từ linh ngoài diễn tả ý bên ngoài phạm vi đã được kể đập uh, đề cập đến trước đó, thường được dùng kết hợp với từ hoặc là khái, hoặc là trải, hoặc là hiểu Ví dụ, chú là tha suốt đọc, tức là ngoài những gì cô ấy nói, của linh ngoài yếu bổ chung là chỉ theo ý kiến tức là tôi đã nói thêm một vài nhận xét, một vài ý kiến nữa. Từ linh ngoài này, À, cũng có à, hai đối tượng tha và tôi tha và họ thì cô ta và tôi cô ta nói rồi thì tôi nói cái khác đây bên ngoài chúng ta dùng y như vậy cho bạn cha lì tờ không theo khoai là cái điều hòa ở nhà hỏng mất rồi chả ngoài chai mải ý cờ chúng ta um, mua cái khác đi vậy sẽ có hai cái điều hòa một là không theo là chạy ở chạy à cha thì ở bên trong nhà. Còn gì? Linh ngoài là gì? Là một cái khác. Chúng ta cũng sử dụng từ linh ngoài với nghĩa là khác. Liên từ linh ngoài có nghĩa là ngoài ra. Được dùng để nối các vế câu hoặc các câu. Tôi học chuyên ngành luật. Tôi học chuyên ngành luật tôi hấn xỉ khoái ngỏ. Hơn nữa, các đồng nghiệp cũng rất là yêu quý tôi. Linh ngoài, thêm vào đó, sâu rủ hẳn bú trọ. Thêm vào đó thì thu nhập cũng không tồi. Thì từ linh ngoài này bổ sung thêm thông tin bạn nhé. Bạn dịch là ngoài ra hoặc thêm vào đó. Xin dài, sang hoáng mua tung sỉ hẳn phong biển. Mua sắm trực tuyến hiện tại rất là tiện lợi. Mãi trả, có ý bán ní sung tỏ ní cung sở trở, cha đi là người bán có thể giao hàng đến văn phòng hoặc là nhà riêng của bạn. Ninh ngoài, ngoài ra, hay bí chào phía còn khá rẻ nữa. Thì từ linh ngoài ở đây, nối hai vế câu giống như bài câu trước bạn nhé. Bạn có thể dịch theo kiểu là ngoài ra, hoặc là thêm vào đó. Và đây được gọi là liên từ, tức là từ nối bạn nhé. 14. Sầu sen và chí tử nghĩa là đầu tiên và tiếp theo dùng để liệt kê. Sầu và chí tử là đại từ, thường dùng à, kiểu kết hợp trong văn viết để liệt kê các sự việc theo trình tự nào đó. Ví dụ, Bù quản chùa sở sử chính bất kể làm chuyện gì.首先,应该明白,你为什么要做? trước tiên, bạn nên hiểu lý do tại sao bạn làm điều đó. 即, giờ,要知道怎么做 và sau đó biết cách thực hiện nó. và chúng ta xem xem đây sẽ giống như một cái thứ tự vậy đầu tiên và trước sau. Thì đầu tiên bạn gì, bạn phải hiểu được bạn tại sao lại làm sau đó thì bạn phải biết cách làm đây lần lượt bạn nhé mỗi một câu mỗi một cái này liên từ này nó sẽ đứng ở đầu một cái câu 首先, đầu tiên đầu tiên yao chuan sư y hãy uh, mặc quần áo chỉnh tề chưa khuy cái miệng sư liếu xa ý cỡ in điều này sẽ giúp tạo ấn tượng tốt cho người phỏng vấn rằng tao觉得你是一个认真的人。嗯,把 um, khiến cho người ta nghĩ rằng bạn là một người nghiêm túc. Thứ giờ thứ hai. tức là đừng căng thẳng khi mà đi xin việc, ví dụ đi phỏng vấn chẳng hạn. chúng ta sẽ dùng ở đây cũng là đứng đầu hai vế Sầu sổ phải viết tiếp thì đầu tiên là bạn dùng để liệt kê nhé Chí giờ, sau đó là thứ hai là Sầu xe cũng có thể được dùng làm phó từ với ý nghĩa là đầu tiên và sớm nhất. Bù quản y hồ chùa sầm cung Tức là dù sau này bạn có làm công việc gì đi chăng nữa. Nếu sầu xe in cai ý cỡ họ sân thì Là bạn gì? Bạn cũng nên có một thân hình đẹp. Có thể hiểu là bạn cũng nên có một cái sức khỏe tốt. Từ sầu xe là đầu tiên, giống kiểu điều kiện đầu tiên đấy bạn. Hay là trước tiên cũng được nhé. Hẳn tua rấn vì tòa bù miếng bái tờ tỷ phạm. Rất nhiều người gặp một điều gì đó mà họ không hiểu. Sầu tiên, sáng tạo tờ sử, sáng hỏa, y Tức là điều đầu tiên mà họ nghĩ đến là gì? Lên mạng hoặc là tra cứu nó ở trên mạng Internet. Sầu tiên, cũng là đầu tiên mà nhé, chúng ta dịch À, điều đầu tiên hoặc là à, cái điều đầu tiên mà họ làm 15. lăm quản bất kể liên từ bù quản chỉ kết luận hay kết quả sẽ không thay đổi trong mọi tình huống được giả định thường được dùng chung với các đại từ nghi vấn như là cái gì làm sao ai nở ở đâu và tua là tua mở nhiều Người ta cũng thường sử dụng từ bù quả này kết hợp với từ khái sử à, hay mẫu câu chính phản. Khi đó, về câu thứ hai thường có từ tâu hoặc các từ khác. Ví dụ, shanben, bù quả Tâu phê trọng, rần chân. Tức là Yamamoto, tên của một người Nhật bạn nhé, rất nghiêm túc cho dù anh ấy có làm gì đi chăng nữa. Bù cho Tức là bất kể là làm việc gì Hay là cho dù có làm việc gì sang cửa Hay khỏe là bất kể hay là cho dù Đó là lớp học, là cơ quan Hay là một cuộc họa hẹn với người khác Với ai đó Chuẩn xứ, Tâu phi trọng trung nhỏ Tức là việc đến đúng giờ cũng rất là quan trọng, hết sức quan trọng. Thì từ phụ quản ở đây nó thể hiện cái sự liệt kê và bao gồm tất cả những sự kê này bạn nhé. Phụ quản máu bù máu, dù bận hay không, tha mày thiên tâu yào toàn liền ý cơ sở sứ, sân thỉ. Tức là hàng ngày anh ấy đều duy trì việc tập luyện thể dục ở một tiếng đồng hồ mỗi ngày 16. sáu ý ấy tưởng là động từ ý ấy thường được dùng để chỉ việc gì đó không phải là sự thật thơ khan xua tựa nam à, cô ấy nói tiếng trung rất là tốt và hãy ý ấy tha sự trung của tôi còn cứ tưởng là cô ấy là người trung quốc cơ vậy từ ý ấy này là không phải sự thật mà nhé đây chỉ là cái chủ ngữ nghĩ vậy thôi nhưng mà thực tế thì không phải vậy vậy chúng ta sẽ dịch là tưởng hoặc là cứ tưởng hoặc là tưởng là mở cửa ý hôm chi bạn móc tưởng hôm nay là thứ hai tao là suy sau ý cả nhưng mà khi đến trường thì mới nhìn nhá khi mà đến trường mà nhìn á mấy đánh lái sang cửa không thấy ai đến lớp cả. Thì mới phát hiện ra là hôm nay uh, là Chủ Nhật. Như vậy rõ ràng, bạn ấy tưởng vậy thôi, ý ấy vậy thôi. Chứ còn thực ra thì không phải thứ hai như bạn ấy nghĩ, mà là Chủ Nhật vì không có học sinh nào hết. Tức là tôi cứ tưởng công việc mới tốt hơn công việc cũ, công việc trước đây mấy sáng tỏ khái mấy dấu ý ché khó nợ nhưng mà không ngờ còn không tốt bằng công việc cũ nữa như vậy là sự thật cũng không phải như vậy đúng không bạn đây à, bạn này bạn tưởng là công việc mới tốt hơn việc cũ nhưng cuối cùng bây giờ mới phát hiện ra là gì à, còn không tốt bằng công việc cũ vậy chúng ta dùng từ gì ấy có nghĩa là tưởng cứ tưởng 17. bảy lái hóa ra ở ban đầu nhuyễn lái có thể được dùng làm danh từ với nghĩa là ban đầu, trước đây, chỉ tình huống được miêu tả trong vế câu hay câu theo sau nó khác với tình huống trước đây. Chùa hỏa trưa, chúng tàu sang hải, tức là từ Bắc Kinh mà đến xe buýt, đi đến Thượng Hải bằng tàu hỏa. Nguyên lái, chơi khoai trao suy 12 cái giờ, Tức là trước đây, nhanh nhất thì cũng phải gần cũng phải mất khoảng uh, gần 12 tiếng. Xin ra nhiều là cao thỉa, tức là hiện nay có cái đường sắt cao tốc. U cơ sáu sứ chiều nâng tỏ, 5 tiếng thôi đã đến rồi, hoặc là bạn có thể đi chỉ trong 5 tiếng. Như vậy chúng ta sẽ so sánh từ nhà lái là ngày xưa hoặc là trước đây. Còn từ xin dài là bây giờ, hai cái này trái nghĩa. Chúng ta có thể sử dụng cái ý nghĩa này để trong cái bài viết Hadeka bạn nhé. Như lái có thể được dùng làm tính từ với nghĩa là đầu tiên, không thay đổi. Nó không thể đứng một mình làm vị ngữ. Khi duyên lái bổ nghĩa cho danh từ, sau nó phải có chữ tợ. An, lái tờ kế hỏa yên cai sư lẻng trâu. Theo kế hoạch ban đầu á, thì dự kiến là hai tuần. Ta quả Nhưng mà chúng tôi có thể hoàn thành sớm hơn. Từ nhuận lái có nghĩa là lúc đầu tiên. Nhuận lái từ chi khoa có nghĩa là kế hoạch đầu tiên. Kế hoạch lúc ban đầu là như vậy. Và chúng ta có cái từ ta sử nhưng mà có thể gì thay đổi ở chỗ này nhé. Thí chém hoàn trọng là hoàn thành trước cái thời hạn hay cái cái, cái, cái kỳ hạn được đặt ra trong cái bản kế hoạch ban đầu. Nhuận lái cũng có thể được dùng làm phó từ để chỉ một khoảng thời gian nào đó trước đây hàm ý người hoặc sự vật nào đó hiện giờ không còn giống như trước. Tha yuan lái shi khan yu lão sư. Tức là hóa ra, trước đây cô ấy từng là giáo viên giải tính chung. Xin tại yi jing chẳng là yi Bây giờ thì đang là một luật sư. Vậy rõ ràng cô ấy làm hai nghề trước đây là nghề giáo viên giải tính chung. Yuan lái À, bây giờ thì lại thành một cái gì, luật sư, luật sư. Khi mà làm phó từ nhân lái còn chỉ việc phát hiện ra tình huống mà trước đây không biết. Nhân lái có thể đứng trước hoặc là sau chủ ngữ. Mà cửa y chứ tấn lỉ miếng hỏa. Bạn Mark cứ đợi bạn Lý Minh gọi lại cửa sư, y quả sò tô mày lái nhưng mà cả đêm uh, cứ đợi mãi không thấy đâu cả không thấy cuộc gọi đâu cả doanh lái đi miếng báo mở cưa đại tem hòa khao thì hóa ra là bạn lý minh này á bạn lý gì bạn lý nhớ nhầm cái số điện thoại của bạn Mark, cho nên là là không uh, không 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 uh, gọi điện thoại được từ doanh lái đây chúng, cho chúng ta thấy rằng là mở ra một kết quả mở ra một cái sự thật mà trước đó thì không biết trước đó thì bạn móc này không biết cho nên cứ đợi điện thoại còn sau này mới phát hiện ra thì từ nhắn lái này là dịch là hóa ra để uh, thể hiện một cái kết quả uh, có gì đó ngạc nhiên hoặc là gây bất ngờ bạn nhé 18. tiền và rồi Phó từ piềng được dùng trước các từ phủ định như là từ phủ hoặc từ mấy hoặc là mấy ẩu để nhấn mạnh ngữ khí phủ định Người ta thường sử dụng từ này trong các câu chỉ sự truyền ý nhằm phủ định quan điểm nào đó và giải thích tình hình thực tế. Chí sử, ở trên thực tế, Rồi mình chẳng lại là làm sử mà công dụ, khả năng hỡ sang sử, chuyên nghiệp, bình mấy thay tạo quan sĩ. Tức là những công việc mà người ta làm trong tương lai lại có thể không liên quan nhiều đến chuyên ngành mà họ đi học. Ở đây từ ping đứng trước từ mấy giỏ, chúng ta vừa nói xong, thực ra chúng ta có thể sử dụng từ mấy giỏ mà thôi. Nhưng mà từ ping cho vào nó càng thể hiện nhấn mạnh thêm cái ý là gì? Phủ định, tức là không có liên quan thì lại lại không có liên quan. Chúng ta nhấn mạnh bằng từ lại nhé. 我原来以为做生意很简单。<laughs> Lúc đầu tôi tưởng kinh doanh dễ dàng. Hold lại, trái phát hiện pin bù đồng y. nhưng mà sau đó thì tôi lại phát hiện ra rằng gì nó lại không hề dễ dàng chút nào. ở đây từ bù đồng Nghi có nghĩa là không dễ dàng đây là nghĩa phủ định chúng ta dùng từ pin đứng trước cũng giống như ví dụ vừa, vừa rồi có nghĩa là chúng ta nhấn mạnh nó bạn nhé à, có thể dấu hiểu theo kiểu là phê chán bù đúng hoặc là “但是不容易” sử bù kiểu như vậy thể hiện cái ý trái chiều so với trên này bạn nhé Tưởng dễ nhưng mà không dễ cân trị tiểu trò theo khảo sát theo điều tra rừng mày thiên hoa sao chơi <laughs> sao in cái, suy chi cơ sở sư tức là mọi người nên ngủ ít nhất là 7 tiếng mỗi đêm ta sư chờ bình bố sư hợp mày y cơ nhưng mà điều này lại gì không phải là phù hợp với tất cả mọi người. Thì ở đây, Pù, à, từ Pù biến thành từ Pú ạ nhé, bởi vì có từ sư khửa thanh bốn. Thì Pú sư khửa này, à, chúng ta sẽ có một cái phủ định, nghĩa phủ định là không phù hợp. Vậy từ Ping, Pú sư khửa, chỉ là nhấn mạnh thôi, càng không phù hợp lại không phù hợp. 19. À, từ này đọc là Ản trỏ, trỏ, chiếu theo dựa vào, căn cứ vào. Giới từ an có nghĩa là theo, dựa vào, hoặc là căn cứ vào. Cái này là tùy bạn dịch nhé. Ví dụ này. Ở mân chí nền tờ cung chùa tâu ý chinh Tức là công việc của chúng tôi trong năm nay đã hoàn thành đúng như kế hoạch. Cái từ an này có nghĩa là theo như cái kế hoạch nhé ăn cho chi khoa chi khoa là kế hoạch vậy là gì cứ như cái kế hoạch mà làm đúng theo kế hoạch chúng ta dùng từ ăn dựa trên kế hoạch có nghĩa là đã chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu theo yêu cầu của ngân hàng lần này chưa từ ăn trò là theo như cái gì đó ở đây in kháng tợ giao chiếu là yêu cầu của bên phía ngân hàng. Chúng ta sẽ dùng từ an trọ là theo theo ở đây nhé. An trọ kinh nghiệm theo kinh nghiệm. Chuyện cầu vấn đề in cái có ý khoai giải quyết. Vấn đề này à, có thể gì? Nên là có thể gì? Có thể giải quyết một cách rất là nhanh. Chính tả cho phẳng xin. Đó, các bạn cứ yên tâm đi. Ở đây từ kinh nghiệm là kinh nghiệm, an trò kinh nghiệm là căn cứ theo hoặc là theo kinh nghiệm, an trò cộng với cả danh từ bạn nhé. 20. Sơn thậm chí. Phó từ sơn chí nhấn mạnh một ví dụ nổi bật có thể được đặt trước mục cuối cùng của các danh từ, động từ hay với câu đồng đẳng để làm nổi bật mục này. Tức là sơn là thậm chí làm nổi bật lên thôi bạn. Ví dụ, cái gặp phẳng Lý, Nín công Sư, Yè Bù Nhà này à, cũng không xa công ty của bạn. Nín có thể Chùa Cung cùng Chỉ cho. Bạn có thể đi xe buýt, bắt xe buýt. Sân trừ Chí Chư Chính Chùa, Sẵng Thậm chí có thể đi xe đạp đến nơi làm việc. Từ sân trừ này nhấn mạnh à, một cái điều gì đó mà lại càng thuận tiện hơn. Cách không xa là ý thứ nhất Ngồi xe buýt là ý thứ hai Nhưng nếu mà đạp xe đạp được nữa Thì càng tốt Vậy chúng ta dùng từ sân Để nhấn mạnh cái ý đạp xe đạp Hẳn có sở họ Nhiều khi Tức là chúng ta phải làm những công việc Mà chúng ta không muốn làm Sân Thậm chí khoan đó, cung chuộng là gì? phải làm những việc mà chúng ta thực sự gì không thích làm vẫn phải làm, không muốn làm hoặc là không thích làm vẫn phải làm. Vậy chúng ta sẽ có dùng từ chơi này nhá để nhấn mạnh cái ý ý đằng sau nó còn gì ghê gớm hơn, kinh khủng hơn, nổi bật hơn cái ý đằng trước. Không muốn và không thích thì chắc là không thích nó sẽ khó khăn hơn để mình làm với bạn. chế đạo会让别人觉得 nỉ mấy hiểu chứa rần xin là đến muộn có thể khiến người khác cảm thấy bạn là người thiếu trách nhiệm. Xu nỉ của trung nhau tật chia khỏe bỏ lỡ à, khiến bạn bỏ lỡ đi những cái cơ hội quan trọng. Thậm chí có thể khiến cho mọi người không còn tin tưởng bạn nữa. Chúng ta sẽ có đầu tiên bạn mà đến muộn á thì à, khiến cho người ta thấy bạn thiếu tinh thần trách nhiệm thiếu tinh thần trách nhiệm nó không bằng cái gì khiến cho bạn mất đi cơ hội và mất đi cơ hội quan trọng này nó gì cũng không quan trọng bằng việc thì người ta có tin tưởng bạn nữa hay không thì ở đây tiểu sân chơi này nhấn mạnh làm nổi bật cái ý đằng sau ý đằng sau càng nghiêm, trọng càng nguy hiểm hơn ý đằng trước nhé thưa các bạn vừa rồi là phần thứ hai là tổng hợp ngữ văn hai k bốn nhé thì mình sẽ ra tiếp phần 3 và phần 4 chắc là mỗi ngày một cái thôi thì hy vọng là được các bạn đón nhận. Các bạn có cái khó khăn gì, không hiểu gì, hãy comment ở phía dưới nhé. Mình sẽ hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn. Nếu bạn thấy video của mình hữu ích, á, hãy đăng ký kênh, bật thông báo để chúng ta cùng học nhé. À, chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại. Chào các